Những cuộc cạnh tranh cho danh hiệu quả bóng vàng luôn là đề tài tốn biết bao giấy mực. Chưa bao giờ mà chủ nhân giải thưởng do tạp chí uy tín nước Pháp France Football bầu chọn lại khó đoán đến như vậy, khi người ta không ngừng nghĩ về những cái tên như Mbappe, Vinicius hay Toni Kroos. Thì trí tuệ nhân tạo đã dự đoán những cái tên sẽ xuất sắc giành danh hiệu này trong tương lai. Tài khoản X trên Football Archive đã đưa ra những cái tên sẽ giành quả bóng vàng từ năm 2024 cho đến năm 2038. Bất ngờ đến từ cái tên quen thuộc như Lionel Messi, hay sự xuất hiện đầy bất ngờ của sao Mai Evan Ferguson. Sau đây, hãy cùng chúng tôi khám phá ai là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng từ năm 2024 đến năm 2038 theo dự đoán của AI. Lionel Messi lên đỉnh ở tuổi 39. Đây là điều vô cùng bất ngờ và khó tin khi AI lại nghĩ ra viễn cảnh Messi hoàn tất một sưu tập danh hiệu đồ sộ của anh bằng quả bóng vàng thứ 9. Huyền thoại người Argentina đã quyết định rời xa bóng đá đỉnh cao khi chuyển đến Mỹ khoác áo Inter Miami. Tuy nhiên, những màn trình diễn của Messi luôn khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Chỉ mới 10 trận đấu vừa qua tại MLS, Messi đã khiến giới mộ điều không khỏi trầm trồ. Anh có 10 lần điền tên mình lên bảng tỷ số bên cạnh 9 đường kiến tạo. Dĩ nhiên, cơ sở của AI dự đoán sẽ không phải là những màn trình diễn của Messi trong màu áo Inter Miami, mà sẽ dựa vào World Cup 2026, nơi Argentina sẽ bảo vệ chức vô địch. Nếu viễn cảnh trên trở thành sự thật, không khỏi bàn cãi nữa, chắc chắn Messi là GOAT của môn thể thao này. Jude Bellingham giành quả bóng vàng 2024. Tiền vệ người Anh chắc chắn sẽ là cái tên cực kỳ nặng ký cho danh hiệu quả bóng vàng sắp tới. Không chỉ AI mà ngay cả những trang báo quốc tế uy tín đều đánh giá Jude Bellingham là ứng cử viên hàng đầu. Tiền vệ của Real Madrid đã có một mùa giải rất thăng hoa. Jude Bellingham làm mưa làm gió ở mỗi đấu trường mà anh góp mặt. Chính tiền vệ 20 tuổi là nhân tố quan trọng giúp Real Madrid vào đến trận chung kết Champions League cũng như vô địch La Liga. Bên cạnh việc làm mắt xích quan trọng của đội tuyển Anh chinh chiến tại Euro sắp tới với cơ hội vô địch khá lớn, khả năng Jude Bellingham giành quả bóng vàng 2024 cực kỳ sáng cửa. Evan Ferguson, Mbappe cùng hai lần được xướng tên. Evan Ferguson chắc chắn là cái tên gây bất ngờ nhất trong dự đoán của AI. Mùa giải vừa qua, chân sút sinh năm 2004 phải vật lộn với những chấn thương và không thể có những màn trình diễn ấn tượng như mùa giải trước đó. Thế nhưng, điều này cũng không thể phủ nhận, ngôi sao trẻ của đội tuyển Ireland luôn được đánh giá là một trung phong đầy tài năng của tương lai. Evan Ferguson luôn khiến các đội bóng hàng đầu tại nước Anh quan tâm bởi bản năng sát thủ và hiệu suất ghi bàn đầy ấn tượng. Năm 2031 là thời điểm mà AI tính toán rằng cầu thủ 19 tuổi sẽ giành được quả bóng vàng lần đầu tiên. Sau đó 2 năm, Evan Ferguson sẽ xuất sắc giành lại danh hiệu mà anh đã có được. Vào thời điểm này, rất có thể tiền đạo trẻ của Brighton sẽ gia nhập vào một câu lạc bộ lớn ở châu Âu và sẵn sàng cạnh tranh những danh hiệu lớn như Champions League. Cùng có được hai quả bóng vàng là cái tên mà người hâm mộ luôn chờ đợi, Kylian Mbappe. 2025 cũng là mốc thời gian dự đoán vô cùng khả dĩ, bởi khi đó tiền đạo người Pháp đã chơi trong màu áo của Real Madrid. Nhắc đến Real Madrid, không ai không biết đến câu lạc bộ này sở hữu một cái duyên vô địch Champions League. Và khi họ có sự góp mặt của một tiền đạo xuất sắc như Mbappe, anh sẽ có lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình chạm tay vào chiếc cúp tài voi. Với sức ảnh hưởng của Champions League, quả bóng vàng 2025 cũng khó thoát khỏi tay của tiền đạo người Pháp. AI cũng dự đoán Mbappe sẽ có lần thứ hai giành quả bóng vàng vào năm 35 tuổi. Bên cạnh đó, Lamine Yamal cũng được dự đoán sẽ giành được hai quả bóng vàng vào năm 2036 và 2037. Tất nhiên, điều đó không hẳn bất ngờ, vì với tài năng được ví von như là Messi 2.0, một tương lai đầy tươi sáng là điều mà AI dự đoán về Lamine Yamal. Haaland, Vinicius và Foden chỉ có một lần chiến thắng. Trong khi Evan Ferguson sẵn sàng bổ sung thêm hai quả bóng vàng trong vòng 15 năm tới, những cái tên như Vinicius hay bộ đôi của Man City là Haaland và Foden dự kiến mỗi người sẽ chỉ một lần được xướng tên. Điều này có thể gây ngạc nhiên khi bộ ba trên luôn được giới mộ điều đánh giá rất cao. Đặc biệt, Haaland chính là một trong những ngôi sao được cho là sẽ phá vỡ những kỷ lục mà bộ đôi Messi Ronaldo thiết lập. Vinicius, ngôi sao của Real Madrid, dường như có đầy đủ mọi phẩm chất để xướng tên cho giải thưởng này qua các mùa giải. Tuy nhiên, World Cup 2030 mới là giải đấu mà AI tin rằng Vinicius sẽ tạo nên điều bất ngờ của về Brazil và giành danh hiệu vào thời điểm đó. Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League vừa qua, Phil Foden,
cũng chỉ một lần thắng quả bóng vàng vào năm 2027. Những cái tên khác như Gavi, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Arda Güler cũng được cho là sẽ có một lần giành quả bóng vàng. Và tất cả những cái tên do AI dự đoán đều đang là những cầu thủ đã chứng minh được năng lực của mình. Có những cái tên gây bất ngờ như Messi hay Evan Ferguson, nhưng cũng có những cầu thủ được người hâm mộ tin sẽ xuất hiện nhiều hơn một lần trong dự đoán của AI như Haaland, Vinicius hay Mbappe. Những dự đoán của trí tuệ nhân tạo về những cầu thủ sẽ giành quả bóng vàng trong 15 năm tới chắc chắn sẽ hâm nóng cuộc đua giành giải thưởng của France Football bầu chọn. Liệu Jude Bellingham có chinh phục được quả bóng vàng 2024 sau những gì mà AI đã tiên đoán? Câu trả lời sẽ có vào tháng 10 năm 2024 trong buổi lễ trao giải quả bóng vàng.